Vâng, xin chào các bác. Hôm nay thì em sẽ làm một cái clip để giới thiệu cho các bác về xe số sàn và xe số tự động trên xe nâng ạ. Thì cái sự khác nhau cơ bản giữa số sàn và số tự động ạ. Như chiếc này thì em sẽ có một chiếc số tự động ạ. Thì hai bàn đây là chân, đây là chân phanh này. Phanh không này, còn đây bên này nó sẽ ngắt cả côn cả phanh này. Đấy. Khi mà đạp cái chân côn bên kia thì sẽ ngắt luôn cả sẽ phanh luôn cả bên này. Còn đạp phanh thì nó sẽ phanh không và không ngắt chuyển động. Thì đây chiếc này là số tự động sẽ như thế. Còn số sàn thì đa số các hãng sẽ làm là có hai tốc độ, một nhanh một chậm và một tiến một lùi như này ạ. Sẽ có hai cần số. Số sàn thì bao giờ cũng sẽ có côn để ngắt hoàn toàn chuyển động để ra vào số ạ. Nhưng chiếc này thì em có một chiếc 2,5 tấn trừ 11 số sàn. Các bác lái số sàn thì sẽ đạp côn này, sau đấy thì vào số đây, vào số sẽ kết hợp cả hai cần với nhau, kết hợp cả hai cần. Đấy. Kết hợp luôn hai cần, sau đó thì nhả chân côn từ từ ra, nhả chân côn từ từ lên thì xe sẽ bắt đầu chuyển động. Đấy, chỉ đơn giản thôi. Khi muốn dừng thì sẽ ngắt côn và đạp phanh thì ngắt hoàn toàn côn và đạp phanh thì xe sẽ dừng. Hai cần này phải kết hợp với nhau thì sẽ giúp xe chuyển động. Có những hãng thì họ sẽ làm một cần số sẽ kết hợp luôn là tiến chậm hoặc là tiến nhanh hoặc là lùi chậm lùi nhanh trong một cần luôn, thì sẽ có bốn cửa số khác nhau. Đấy là số sàn. Còn số tự động thì các bác chỉ việc là nổ máy lên và đạp phanh vào số thôi, nhả phanh ra thì xe sẽ từ từ chuyển động, khi ga cao lên thì xe sẽ chạy nhanh hơn ạ. Thì điểm khác nhau cơ bản giữa số tự động và số sàn là như thế thôi. Còn về mặt bản chất thì các hãng sản xuất ra thì họ đều sản xuất xe thì nó đều đạt công suất và đủ công suất. Khi các bác mà lên dốc rồi là lên dốc xuống dốc rồi là bới ở trong bãi lầy thì kể cả số sàn lên số tự động nó đều bới rất là tốt. Các bác, nhiều bác thì hay nghĩ là số tự động nó sẽ yếu hơn, nhưng mà thực tế thì số sàn thì chạy sẽ chủ động hơn một chút, chủ động hơn trong cái việc mà khi mà các bác lên dốc rồi là khi mà ở trong bãi lầy thì mình bị ba ti lê thì mình bới nó, nó sẽ chủ động hơn một chút. Còn bản chất ra thì số tự động cũng vẫn bới được bình thường ạ. Ba ti lê vẫn bới, vẫn xoay, vẫn bới rất là khỏe, lên dốc cũng vẫn rất là khỏe ạ. Chứ không hề yếu chút nào cả. Còn tùy thuộc theo khẩu vị của mỗi người thì sẽ có những cái lựa chọn khác nhau. Có những bác thì làm vật liệu vẫn lấy số tự động bình thường ạ. Lốp kép số tự động chạy rất ok. Có những bác thì lại thích số sàn. Tùy theo cái sở thích và cái điều kiện của từng người cụ thể ạ. Bên em thì đầy đủ hết cả số sàn, số tự động. Các chức năng đầy đủ ạ, gật gù rồi dịch giá rồi cơ bản. Dịch càng đều có hết ạ. Các bác có nhu cầu gì thì alo là bên em phục vụ đáp ứng được hết. Rất nhiều xe ạ. Đấy, Komatsu, Mitsu, Nissan, XM đủ cả. Không thiếu gì. Các bác cứ alo là có. Đấy, thì hôm nay thì em sẽ làm một clip này chỉ muốn chia sẻ về cái số sàn và số tự động thôi. Bác nào thích số sàn thì có số sàn, mà thích số tự động có số tự động ạ. Tùy theo khẩu vị của mỗi bác. Còn về để mà nói chạy khó hay chạy dễ thì thực ra là chạy số sàn nó cũng không hề khó chút nào, tại vì nó cũng chỉ đơn giản là chỉ có côn thôi. Thêm một cái côn rồi côn số thôi. Chạy chỉ tầm 5 phút là đã làm quen được với xe rồi. Không có gì phức tạp cả. Mọi thứ họ thiết kế đều rất là dễ dùng, dễ hiểu, dễ dùng ạ. Làm quen xe rất là dễ. Còn số tự động thì nó đơn giản hơn một chút, là chỉ cần đạp phanh cái là vào số là chạy thôi. Vâng ạ, cảm ơn các bác đã theo dõi ạ. Các bác có nhu cầu xe nâng cũ, xe nâng Nhật bãi nhập khẩu thì có thể qua bãi em tham khảo. Em báo giá rồi các bác chạy thử xe. Em báo giá các bác cứ tham khảo thoải mái ạ. Bên em lúc nào sẵn sàng khoảng 70-80 xe. Các bác cứ qua xem lúc nào cũng được ạ. Bãi em luôn sẵn sàng phục vụ.
24/7. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.